dữ. Cảm ơn đại gia các bạn quan tâm hai cái xác nha. Để bỏ ba thùng này thêm xíu nữa, 10 người nữa chúng em sẽ tổ chức bốc thăm lần 2 với giá trị voucher là 300.000 đồng cùng với nữ ký lạp xưởng bà lộ. Và ngày mai là một đêm cực kỳ đặc biệt đến với nghệ sĩ Lô Tô Diễm Sương, là dấu ấn đầu tiên trong sự kiện là nghệ sĩ của chị. Thì rất mong tất cả mọi người hãy cổ động người thân, người thương, bạn bè đến đây để ủng hộ cho mini show cho anh Minh đẹp Diễm Sương nha. Dạ quý vị, em cũng vừa diễn mà vừa ở trong để coi cái tương tác của mọi người, em có đọc được cái comment rất là cảm động luôn quý vị. Thật sự nhà mưa gió nhân viên được tặng hoa và sát rất là nhiều, mong nhân viên lấy ít lương lại giúp lộ nghe nhân viên xây sẵn. Dạ quý vị thật sự ra cho dù có được tặng bao nhiêu thì không có bán, không có bớt lương quý vị, vẫn lấy đủ, vẫn nhà hát đủ, vẫn nhận đủ, em không có bao giờ làm vậy hết. Tuy nhiên cái là bữa nay bán vé hơi tệ cho nên là còn 40 vé quý vị đâu có ủng hộ, online cũng được mà trực tiếp cũng ok. Dạ ủng hộ mẹ em bán dễ. Dạ nhưng mà mọi người, mọi người mua 40 vé một lượt thì chị lộ sổ một vòng nha. Hồi nãy mới thấy bà vô bà cầm nó mắm, bà tạo hạt lon, bà tạo hạt hảo, bà comment đó trời. Anh là tự tạo comment đó trời. Thì sao sao mà biết, ta biết hết trơn á. Chẳng qua là ta ngồi đây ta chịu nghe thôi, ta biết hết trơn á. Và kính thưa quý vị, thì hôm nay trời mưa, cái nhà nó hơi vắng, nhưng mà chúng em có bao nhiêu sổ, bao nhiêu quý vị mình ơi. Mọi người hãy ủng hộ cho chúng em một hành những tờ lá vé nha, để tiếp thêm động lực cho chị Lộ, và cũng như là những cái đêm diễn của chị Lộ nha. Và ngày mai dẫn... Quý anh chị ơi, làm xin thông báo khán giả nào mình tên là Tiên Tiến Tiến Trọng ạ. Chúng ta đăng ký hát cùng bé Ba và những vừa thấy xuất hiện ạ. Còn không thì em sẽ hóa thân thành Tiến Trọng luôn nha. Đây là làm nam hả? Làm nam được. Được. Trời ơi, làm nam giờ thấy trời. Trời ơi. Tôi thích chứ các bạn. Trời ơi, sao bà cứng đi vô cái ngành đi trời. Đâu? Hả? Nam, lẽ hình như đó là bà làm nam sẵn rồi chứ làm nam chị được. Chị ơi, chào mấy chị mình ơi. Đã ơi, đi còn ghế mi ơi. Ghế mi hết rồi không? Rồi, dẫn cho cái ghế qua. Rồi, mình làm lý bằng nào? Còn như hết luôn, vậy luôn. Lumi nè, Lumi còn 3 ghế chị mi nè. 2 ghế. 2 ghế thôi à. Chị có làm chị mi xong nha. Rồi, giúp ba Lumi còn 2 ghế, một cho Lumi 2 ghế chóc như quý vị. 2 ghế tưởng luôn nha. Đó, không để gì mình chờ để lâu, dần dần nền sổ số sau mà dần sau chương trình ca nhạc được trở lại với tất cả cùng khán giả. Và bây giờ ai đã có ghế đồ xin mời chị Minh nha. Số số
Tôi chỉ là 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 t
sắc chê dường ông. Không được rồi, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.